Sau khi kết thúc cuộc thi cường bằng, Vẫn Lạc Tâm Viêm bất ngờ bộc phát, đại trưởng lão Tô Thiền dẫn đầu các trưởng lão cố gắng phong ấn nó lại. Tuy nhiên, động tĩnh mà Vẫn Lạc Tâm Viêm gây ra đã náo động đến đám người Hắc Sắc Vực. Hàn Phong dẫn đầu một đám cường giả của nhiều thế lực xông vào bên trong Gia Nam Học Viện. Mới đi tới, Hàn Phong đã buông lời khen ngợi, không ngờ bên trong nội viện còn ẩn giấu dị họa bậc này. Chứng kiến dàn cao thủ hùng hậu đó, mọi người cũng bất ngờ, quả nhiên là bọn chúng không thể an phận. Ngay cả chuyện của nội viện cũng chạy tới nhúng tay vào. Sau khi nghe đại trưởng lão nhắc tới cái tên Hàn Phong, Tiêu Viêm liền tức giận. Hàn Phong khách khí trả lời Tô Thiền, tục danh Dược Hoàng của hắn chỉ là do mấy người bạn ở Hắc Sắc vừa gọi chơi thôi, không thể tính là thật được. Khi được hỏi về mục đích đến đây, gã ta liền lườn lẹo, dị hòa là vật hy hữu trong trời đất, ấy vậy mà lại bị phong ấn ở đây cũng quá tàn nhẫn rồi. Đối với một luyện dược sư như hắn thì hòa diễm là tín ngưỡng trong lòng, nếu muốn san năm học viện thả nó ra ngoài. Và đương nhiên là các trưởng lão sẽ không đồng ý, bọn họ lập tức xếp hàng ngăn cản. Đại trưởng lão không khách khí nữa, muốn cướp đoạt thì nói ngay từ đầu đi, quanh co lòng vòng như vậy cũng không phù hợp với thân phận của hắn. Ngay cả thủ lĩnh của mấy thế lực lớn cũng mời tới được, sức hiệu chiều này trong Hắc Sắc Vực e rằng chỉ có mình Hàn Phong hắn mà thôi. Hắn ta nghe vậy liền không vòng vò, chỉ cần giao ra dị hỏa, mặc kệ là điều kiện gì thì hắn cũng tận lực hoàn thành. Tuy nhiên, Tô Thiền lại quá hiểu tính cách tên này. Nếu đề nghị này là do sư phụ của hắn là Dược Tôn giả, Dược Lão nói, thì ông còn có thể cân nhắc. Thế nhưng mà nếu là hắn thì còn có cái nịt. Dùng miệng lưỡi không có kết quả nên Hàn Phong liền uy hiếp. Nếu đã vậy thì đừng trách hắn dùng biện pháp mạnh. Khá ta bộc phát hỏa diễm, chỉ một lần bạo phát khí tức đã khiến cho nhiều trưởng lão phải lùi lại. Nhìn ngọn lửa màu trắng xanh trên tay, các trưởng lão lẫn Tiêu Viêm đều bất ngờ vì nó chính là dị hỏa. Dược lão vô cùng xúc động, lão không ngờ rằng tên đệ tử khi xưa diệt tổ này ấy vậy mà cũng có kỳ ngộ như vậy. Tiêu Viêm trấn an, chuyện thanh lý môn hộ cứ để cho hắn giải quyết. Có lòng như vậy là rất tốt, vậy nhưng bây giờ Tiêu Viêm vẫn chưa phải đối thủ của Hàn Phong, nên Dược lão hy vọng tạm thời đừng xảy ra xung đột. Đại trưởng lão nhắc nhiều lần cuối, đồng thời cũng không quên lấy tên tuổi của viện trưởng sau uy hiếp, khiến cho mấy lão già hơi hoảng sợ. Vậy nhưng Hàn Phong lại nhanh trí trấn an bọn họ. Đã nhiều năm như vậy rồi mà ông ta vẫn chưa xuất hiện. Ai biết đã chạy đi đâu rồi. Rồi chỉ cần lấy được dị hỏa thì cho dù là ông ta xuất hiện thì cũng không làm gì được hắn. Lời này mang hàm ý to về khinh thường viện trưởng của Gia Nam Học Viện. Cho nên, đại trưởng lão rất tức giận. Ông bỏ phát lực lượng chấn lui Hàn Phong về sau. Rồi sau đó tuyên bố xem thử tên kia có tư cách nói câu đó hay không. Hàn Phong vẫn cứng đầu, hắn thừa nhận đấu tông đúng là rất mạnh. Vậy nhưng cũng không phải là vô địch. Trong Hắc Sắc Vực này vẫn còn có người có thể địch lại Tô Thiền. Thì sao là tên này đã chuẩn bị từ trước, hắn mời tới hai kẻ gọi là Kim Ngân Tiên Sinh, bọn họ đều đeo mặt nạ trông rất thần bí. Tuy không muốn đắc tội Gia Nam Học Viện, vậy nhưng cái giá mà Hàn Phong đưa ra lại quá lớn khiến bọn họ phải đồng tâm. Nhận ủy thác rồi thì phải làm nhiệm vụ thôi. Đại trưởng lão ngừng tụ lực lượng rồi tuyên bố, muốn xem thử Kim Ngân nhị lão liên thủ, nghe đồn là có thể vượt cấp chống lại đấu tông, rốt cuộc có gì lợi hại. Lời vừa dứt, Tô Thiền liền ra lệnh cho các trưởng lão bảo vệ dị hỏa, sau đó tung chiêu về phía Hàn Phong. Hàn Phong cũng phóng ra dị hỏa để ngăn cản. Hai kỹ năng chạm nhau tạo ra vụ nổ lớn, mọi thứ xung quanh chấn động. Chưa kịp để cho hắn ta hoàn hồn thì Tô Thiền đã nhanh như chớp lao lên buộc cho gã ta phải lùi lại. Kim Ngân nhị lão cũng nhanh chóng tung chiêu ngăn cản. Tô Thiền muốn đuổi theo Hàn Phong, vậy nhưng bị hai lão xa bên kia quấn lấy không ngừng. Dây dưa không dứt, cho nên Tô Thiền quyết định dứt khoát giải quyết hai lão xa này trước đã. Ông nhanh chóng xông lên động thủ, công kích chạm nhau kịch liệt tạo ra một trận chiến mãn nhãn. Tuy có bị yếu thế đôi chút, vậy nhưng bọn họ vẫn tiếp tục xông lên. Hàn Phong yêu cầu những người còn lại đối phó với đám trưởng lão. Còn hắn thì sẽ xuống bên dưới phá phong ấn. Hai bên nhanh chóng vào vị trí, mỗi người tự chọn cho mình một đối thủ để chiến đấu. Thực lực của các trưởng lão đa phần đều là đấu vương, mà thủ lĩnh của mấy thế lực kia lại là đấu hoàng, nên các trưởng lão nhanh chóng bị ăn đòn. Tuy nhiên, nhân số của Gia Nam Học Viện lại đông đảo, kết hợp với nhau ăn ý, mà bên kia thì chủ yếu tách lẻ chiến đấu, nên thế cục tạm thời vẫn cân bằng. Phó viện trưởng ngoại viện đuổi theo ngăn cản Hàn Phong. Thực lực hai người đều là đấu hoàng, phó viện trưởng triệu hoán ra rất nhiều rễ cây tấn công đối thủ. Hàn Phong thì tung dị hỏa đốt sạch sẽ mọi thứ lao tới, đồng thời bay lượn né tránh. Tiêu Viêm thắc mắc, hắn nhớ rằng luyện dược sư bình thường cùng lắm chỉ có được một loại dị hỏa, tên Hàn Phong này đã có một loại rồi, vì sao lại phải tới cướp đoạt? Dược lão cho biết hắn ta cũng tu luyện phần quyết, vậy nhưng là bản không đầy đủ. Lý do là vì năm đó hắn ta đã lấy trộm công pháp, đang lúc tu luyện thì bị phát hiện, nên trong lúc vội vã thì cũng chỉ đạt được một phần nhỏ lộ tuyến trong phần quyết. Với thiên phú luyện dược không kém hơn Tiêu Viêm, qua nhiều năm tìm tòi, e rằng đã tìm được một số cách.
không thì cũng sẽ không hứng thú với loại dị hỏa thứ hai. Trên bầu trời, trận chiến giữa Hàn Phong và Phó Viện trưởng vẫn vô cùng kịch liệt. Lấy lợi thế về dị hỏa, hắn ta dễ dàng hóa giải các công kích của đối thủ. Một chém tung ra làm bay màu luôn kỹ năng mạnh nhất của Phó Viện trưởng. Đại trưởng lão và Kim Ngân Nhị lão cũng đang giằng co. Lấy lợi thế về thực lực, đại trưởng lão dễ dàng bón hành cho đối thủ. Tuy nhiên, hai lão già này lại không biết sợ, bởi chúng dùng giai chiêu hợp thể kỹ năng, từ hai người hợp lại thành một người, sau đó lao tới tấn công kịch liệt. Thực lực cũng mạnh hơn nên kèo này có vẻ đã cần sức hơn một chút. Bóng dáng hai bên thoát ẩn thoát hiện va chạm vào nhau. Sau một hồi giằng co thì Kim Ngân Nhị lão cũng sử dụng thuật pháp, tạo ra một cái kết giới bao bọc xung quanh Tô Thiền, sau đó triệu hồi sấm sét giáng xuống đầu ông ta. Nhìn bầu trời sấm sét khổng lồ đang liên tục chuyển động, Tiểu Viêm vô cùng kinh ngạc và khen ngợi thực lực của hai người đó thật cường hãn. Dược lão cho biết hai người bọn họ vốn là sinh đôi, sau khi hợp thể thực lực có thể đạt tới cấp bậc đấu tông. Theo lão thấy, chỉ như vậy mà muốn vây khốn Tô Thiên thì vẫn còn kém một chút. Trước mắt Tiêu Viêm chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Trong lúc hai bên hỗn chiến như thế này, hắn cũng không thể nào một mình đi phá giải phong ấn. Làm như vậy sẽ lập tức cho thành mục tiêu công kích. Quả đúng như lời dược lão đã nói, đại trưởng lão Tô Thiên nhanh chóng phá hủy trận pháp vây khốn. Cái giới bị phá tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Tiêu Viêm vì đứng gần đó nên lập tức bị trúng chiêu, buộc phải lao lên không trung tránh né. Nhìn thân ảnh mới xuất hiện này, Phạm Lao liền nhận ra đây chính là hung thủ đã giết chết Phạm Lăng. Lão tức giận lao lên tấn công Tiêu Viêm nhằm đòi lại cái mạng cho con trai mình. Tiêu Viêm chỉ còn cách bỏ chạy là thượng sách. Bị tấn công kịch liệt khiến hắn vô cùng tức giận, nam chính buộc phải sử dụng đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động để gia tăng tốc độ và may mắn tránh thoát được một công kích chí mạng. Đấu kỹ này là đoạt được từ trên người Phạm Lăng, cho nên sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm sử dụng thì lão ta cũng chắc chắn 100% hung thủ chính là tiểu tử trước mắt. Lấy thực lực đấu hoàng của Phạm Lão, Tiêu Viêm lần này đúng là rơi vào thế khó rồi. Lão ta từng chiều bao nhốt nam chính lại, dù đã sử dụng đến dị hỏa vậy nhưng hắn vẫn không thể phá được kỹ năng bao vây này. Phạm Lão nhanh chóng lấy ra vũ khí, ngưng tụ lực lượng vào trường thương rồi ném về phía Tiêu Viêm, tặng cho nam chính một lỗ đi xuyên người. Vậy nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của Phạm Lão mà thôi. Còn sự thật thì công kích của lão đã bị Tử Nghiền ngăn cản. Cô bé trực tiếp dùng lực lượng thân thể chặn đứng mũi thương. Ngay sau đó, Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng ra mặt bảo vệ cho Tiêu Viêm. Điều này làm cho hắn vô cùng cảm kích và mong mọi người cản lão ta lại giúp mình 3 phút. Phần còn lại thì hắn sẽ tự lo liệu. Tập phim dừng lại ở đây. Các bạn đừng quên đón xem nội dung tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.